Sài Gòn Công Thương Ngân hàng hân hạnh tài trợ chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, nhìn các thí sinh trong trang phục đời thường thật đơn giản và miệt mài luyện tập như vậy, thật khác xa với hình ảnh mà họ đã xuất hiện rất là lộng lẫy trên sân khấu trong các đêm chung kết trước, phải không ạ? Điều đó cũng có nghĩa là để có được những màn trình diễn hết sức lộng lẫy và hoàn hảo như vậy trên sân khấu để cống hiến cho khán giả, thì họ phải miệt mài luyện tập không ngừng nghỉ, được lọt vào top 5 của một cuộc thi danh giá như Chuông Vàng Vọng Cổ. Đó là niềm mơ ước của tất cả các thí sinh. Tuy nhiên, vào thời điểm này, hãy hướng đến đêm chung kết 3 sẽ diễn ra vào đêm mai. Cái khả năng hát của mình á, thì mình cảm thấy cái đó là coi như điểm mạnh, nhưng mà cái điểm yếu của mình là vừa ca và diễn. Ca diễn cái đó mình cần phải học hỏi nhiều hơn, và ban huấn luyện cũng dành thời gian để nhắc nhở cho mình về những cái điểm yếu của mình, và mình cũng ráng cố gắng trong thời gian sớm nhất mình khắc phục những đó. Vòng này nó sẽ rất là khó, học kịch bản nó dài hơn, nhiều hơn, và cái thời gian nó ngắn, cho nên em phải cố gắng, thật là cố gắng mới hoàn thành được cái phần diễn trong đêm chung kết 3 này được. Với Văn Nguyên chỉ là một cái người chưa có học về cách diễn xuất chẳng hạn như là vũ đạo hay là vấn đề tuần xã hội, thì Văn Nguyên cũng chưa được dấn thân vào nhiều, cho nên là cũng còn rất là ít kinh nghiệm, cũng rất là khó khăn, cũng hồi hộp và rất là lo lắng. Và mong rằng huấn luyện viên của mình sẽ chỉ cho Văn Nguyên, và Văn Nguyên sẽ cố gắng để học hỏi những cái kỹ năng diễn của huấn luyện viên của mình để làm hoàn thành xuất sắc bài dự thi của mình. Trong đêm thi chung kết 3, các thí sinh sẽ phải diễn một trích đoạn cải lương có thời lượng 12 phút với sự phụ diễn của nhiều nghệ sĩ. Ở vòng thi này, ngoài giọng ca, các bạn phải chứng tỏ thêm khả năng diễn xuất. Tuy giọng ca vẫn chiếm điểm chủ yếu, nhưng hội đồng nghệ thuật sẽ có phần điểm dành cho diễn xuất, sự am hiểu của thí sinh về tác phẩm để lột tả nội tâm của nhân vật. Hầu hết tâm trạng của các thí sinh đều khá lo lắng cho thử thách mới mẻ này. Em sẽ đóng vai một cô gái tên Trang trong cái trích đoạn là Hai ơi đừng bỏ em. Và vì cái trích đoạn này nói chung là trong cái phần thi này là vừa ca vừa diễn, cho nên là rất là khó đối với em. Em cũng chưa qua trường lớp đó. Và huấn luyện viên thì cũng rất là nhiệt tình trong cái phần tập luyện cho các thí sinh. Khi mà được bước tiếp vào chung kết 3 thì em rất là hạnh phúc, nhưng mà trong đó cũng có cái hồi hộp là được anh Võ Minh Lâm phụ diễn với một cái lớp trích đoạn Cho Thắm Hoa Đời, đòi hỏi là em phải vào vai của một cô bác sĩ mới ra trường. Bác sĩ này thì không có đòi hỏi gì cao sang, là mình chỉ về vùng sâu vùng xa để giúp đỡ cho những người dân nghèo ở dưới thôi. Với sự hỗ trợ của anh Võ Minh Lâm và sự giúp đỡ tận tình chỉ dạy của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan thì em nghĩ em sẽ cố gắng. Thưa quý vị, phải vừa ca vừa diễn, đây thực sự là một thử thách rất khó khăn cho cả năm thí sinh, bởi phải làm thế nào để thể hiện thế mạnh ở trong giọng ca của mình và phải vừa sống cùng với nhân vật trong trích đoạn, đây không phải là việc dễ dàng. Chúng ta hãy cùng chờ đón phần thể hiện của họ và ủng hộ họ. Top 5 của cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ 2018, đêm chung kết 3 sẽ được truyền tiếp vào lúc 21 giờ trên kênh HTV9 ngày 23 tháng 9. Sài Gòn Công Thương Ngân hàng hân hạnh tài trợ chương trình này.